Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh hàng Nhật bãi tới Dương. Trong video kia clip ngày hôm nay thì cửa hàng em lại lên cho các bác những dòng phẩm mà các bác rất là quan tâm trong dịp cuối năm. Các bác có thể để đi làm quà biếu tặng và sở hữu cho mình. Cũng là một những cái dòng quạt có thương hiệu và những chiếc quạt mà đẹp mới các bác nhé. Là các bác có thể là sở hữu và cũng như là làm quà biếu tặng rất là ok. Và hôm nay thì theo yêu cầu của một số bác thì em mới về được chiếc la cánh 40, chiếc la chữ A cánh 40. Chiếc này thì là về thân thủ và hình thức của chiếc này khá là ok, rất là đẹp. Tí em sẽ chi tiết cho các bác để các bác xem từng hình thức của nó nhé. Cánh 40 và cao xít 2m, nó 1m8. Cùng với những chiếc la vương miện nắp lật cánh 35, là vương miện lắp lật cánh 35 cũng rất là xuất sắc. Cùng với cánh 30 cũng có luôn. Để hôm nay thì em sẽ lên cả cánh 30 và 35 để cho các bác lựa chọn nhé. Và hôm nay thì là cũng lại về được một chiếc Fuji cánh ngược các bác nhé. Fuji cánh ngược. Chiếc này thì nó là cũng dòng cũng là rất là chất lượng và gió của nó cũng là rất là ok luôn. Chiếc này thì em cũng chi tiết luôn. Cùng đó là một chiếc Toshiba, chiếc Toshiba cánh nhựa đục, cũng ốc chí, dòng số vọng, con này cũng là một trong những dòng quạt để chơi rất là tuyệt vời. Và hôm nay thì cũng có một chiếc quạt la xoáy cánh 35, dòng này thì rất là hiếm vì là tất cả từ trước đến nay thì là dòng cánh 35 nó là cực kỳ là hiếm luôn. 30 thì rất là nhiều, nhưng 35 thì các bác chưa thấy nhà em có chiếc nào luôn, và bây giờ là cũng là chiếc đầu tiên. Đấy, thực ra là không phải là không có mà là không đẹp thì là em không đấu về thôi. Còn em đã đấu thì là phải một chiếc đẹp thì em mới đấu các bác nhá. Nên là rất là ok luôn. Đấy. Để cho các bác cũng như là sưu tầm để chơi và thương hiệu, nhất là mùa chuẩn bị là đón một mùa xuân rất là tuyệt vời. Đấy, bây giờ thì em sẽ đi chi tiết từng dòng sản phẩm một. Còn các bác có nhu cầu về những dòng sản phẩm gì nữa thì cứ alo cho em nhé. Hàng có thể là hàng còn có giá trị cao, nguyên shop, hàng có giá trị vừa. Đấy, lôm la như vậy. Đây là một chiếc Fuji các bác nhé. Đây là một chiếc Fuji. Thân tím, cánh tím các bác nhé. Thân tím, cánh tím. Lồng trước của nó là lồng mạ. Cánh ngược các bác nhé. Chóp rất là tuyệt vời. Đây là Fuji. Cánh ngược. Đầu chóp, đầu đạn rất là tuyệt vời luôn. Với những cái dòng sản phẩm như thế này thì là cũng là được rất nhiều ở dưới các bác chơi quạt cũng là để trưng bày, cũng là rất là ok. Vì cũng khá là lâu lâu rồi thì em mới lại về được một chiếc Fuji. Chân thân đế là màu tím than các bác nhé. Thân cột và đây của nó là màu tím than luôn, cũng là màu tím rất là tuyệt vời luôn. Từ cối xay, cánh kiếc, cánh hệ cánh ngược rất là chiếc này thì của nó cũng rất là ok, rất là đều đặn luôn. Thực ra là từ bên đó về đây thì như thế nào thì em cũng sẽ báo luôn các bác như vậy, và cũng quay luôn cả tình trạng hình thức của nó luôn để các bác lựa nhé. Tất cả của nó này, cối xay của dòng Fuji thì cối xay nó rất là đặc biệt, nên nó bằng lốc, cái này thì bằng lốc rồi. Cánh ngược đời Fuji cánh ngược này các bác này, cánh ngược rất là tuyệt vời luôn. Riêng cái đặc trưng của dòng này nó như vậy. Cánh 30 các bác nhá, cánh 30 nhưng mà nó vặn chéo này nên là có thể nó nếu mà thẳng ra chắc nó cũng tương đối là rộng đấy. Chóp đẹp luôn, ốc chí mà chóp đẹp, tất cả logo còn sáng nhá, logo này, lồng này, những cái lan lốc này vẫn còn sáng luôn. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Và chiếc này thì giá cũng rất là mềm thôi các bác nhá, giá rất là dễ chịu. Mùa hè thì căng giá, nhưng mùa này tầm này thì cũng em về thì em cũng sẽ tương tác thôi các bác nhá. Các bác nhanh thì còn thôi, vì Fuji này nó cũng không có nhiều đâu, mà các bác thấy rồi. Những Fuji này thì lên bao nhiêu thì hết bấy nhiêu thôi. Đấy, mã của chiếc này là 824 và có giá là 5.800.000 đồng nhá. Đấy, bác nào mà quan tâm thì alo cho em nhá.
giá có 5,8 triệu thôi. Đấy. Chiếc này thì nặng như cùm các bác, chân đế này, tem của nó đây, đây các bác nhìn nhá, tem xịn của nó luôn nhá. Đây Fuji đây. Đấy, các bác nhìn chưa, rất là ok luôn, chân thân đế rất là ok. Dòng này thì nó là dòng, nó là gần như là dòng quật cổ, lặng như là cối là lỗ luôn. Trông yêu lặng lắm này, các bác ơi, lặng trịch luôn, gang sắt toàn bộ mà rất là đẹp, màu tím cũng rất là đẹp luôn. Đấy, mà mã số của nó thì các bác cứ xem nhé, mã số em này các bác có thể chụp lại màn hình gửi cho em, mã số là 824 mà có giá là 5,8 triệu đồng nhá. Đấy, bao cho các bác là lành lặn đến nơi, là không có mà hiện tượng bể vỡ cái gì hết, và của nó là đẹp. Đấy, tuyệt vời, đẹp tuyệt vời luôn. Và tiếp theo nhé, tiếp theo là một chiếc quạt bàn nữa, đây là giới chơi quạt ấy, rất quan tâm, rất quan tâm. Đây là một cái dòng dòng quạt cổ Toshiba, thương hiệu là Toshiba, cũng rất là đẹp và sạch sẽ các bác nhé, đẹp quá đẹp luôn, từ chân thân đế trở lên, số này của nó là trông này, chóp này, chọn này. Rất là tuyệt vời luôn. Dòng này thì là cánh nhá, của nó cánh màu xanh ngọc các bác nhé, cánh nhựa đục màu xanh ngọc, cánh nhựa đục đời này, nó là cánh nhựa đục các bác nhé, cánh 30, từ thân thủ là rất là ok luôn, rất là đều đặn luôn. Cánh đây là dòng chóp đầu đạn ốc chí các bác nhé, cánh cánh đục, và cái logo của nó cũng rất là lép, cực kỳ là lép luôn các bác nhìn logo đấy, rất là đẹp luôn. Về hình thức của chiếc quạt này cũng rất là tuyệt vời, tất nhiên là bầu sau thì nó vẫn là bầu nhựa, nhưng mà bầu trước này là trước này nó là gang đúc, đây con này thì gang sắt, nó chung là gọi là gang sắt toàn bộ, trừ dòng Toshiba thì nó như vậy, nhưng mà đúng là đẹp thật, đẹp từ chân lên đầu luôn, quá đẹp luôn. Còn mới nữa thì là tiền nó sẽ cao, các bác hình dung này, ở tầm phân khúc chơi này và những chiếc quạt trưng bày này cũng rất là tuyệt vời rồi, từ thân thủ của nó cho đến chân thân đế, màu sắc đẹp nhé, màu sắc đẹp, từ dây dọ ok hết rồi. Các bác nhìn đây, đấy là những chiếc quạt cổ các bác. Các bác hình dung đây là những chiếc quạt cổ và cái giá tiền là giá rất là vừa tầm nhá, giá cũng không cao, mà nó đúng là ở tầm này, những chiếc này là thường thường là đều có giá khoảng 4,5 triệu đến 5 triệu cơ. Nó phải tầm đấy, vì là các bác cũng thấy rồi, đa phần là cái giá của những chiếc này, các bác phải lướt lại những clip thì các bác thấy là những chiếc này nếu mà những thời điểm mà căng thì nó phải lên tầm khoảng 5,5 triệu. Đấy, các bác cũng đã mua rồi, chứ không phải là không. Và những chiếc đẹp như thế này thì các bác mùa này thì cũng là rất là giá, cũng rất là hợp lý. Khi là các bác mà cảm thấy mà ok thì các bác cứ liên hệ. Vì em cũng chỉ báo giá mà em bán tại cửa hàng thôi. Còn các bác ưng thì các bác alo, không ưng thì các bác cứ xem nhé, không vấn đề gì. Vì để mình tham khảo thôi. Còn những chiếc quạt đẹp như này thì các bác có thể tham khảo bất kể cửa hàng nào, các bác tham khảo thoải mái luôn nhé. Đấy. Chiếc này là mã của nó là 823, có giá là 4 triệu. Để bác nào quan tâm thì alo cho em. Đẹp, nếu mà có vết xước thì các bác cũng alo luôn nha em luôn. Đấy, em bao luôn là bao cả, không có vết xước luôn. Đó, gần như là đẹp xuất sắc luôn. Và tiếp theo thì em sẽ lên chiếc La Vương Miện nắp lật cánh 30 các bác nhé. Thì nếu nói mà các bác chơi dòng La Vương Miện thì nói thật các bác thì nó là gần như là số 1, vì là nó là sao là được gọi nó là mệnh danh nó là số 1. Vì dòng La Vương Miện bản thân nó đã là nó là đẳng cấp nhất rồi. Thứ hai nữa mà chất lượng về động cơ máy móc cũng như là chất lượng về gió là dòng này nó là đứng đầu, nó gần xếp vào top đầu. Thứ hai nữa là dòng này thì nó lại có cả số ngủ nên là rất là dễ chịu khi các bác mà có điều kiện, những các bác mà có điều kiện mà trong không gian phòng ngủ các bác ấy, là để những chiếc quạt này nó là gần như là nó là thương hiệu cũng như là nó là đẳng cấp cho những bác mà đam mê chơi. Dòng La Vương Miện không phải lúc nào nó cũng có các bác nhé, vì là có thì nó có nhưng không bao giờ có thành chiếc đẹp. Thứ nhất là các bác nhìn từ cái mặt lồng, từ
cái lồng này, cái cánh này, cái logo này, có nhá. Đấy, là nó đẹp, gần như là đẹp xuất sắc luôn đấy, gần như đẹp đến khoảng 90% đấy là độ đẹp của nó luôn, cũng như là từ thân cột cho đến phần ốp này, lốc này, nó sáng như soi gương đó nhá, sáng như soi gương luôn, thì các bác cũng biết này, sáng như soi gương luôn. Đây là những chiếc mà rất là đặc trưng của dòng ấy, đa phần là những cái dòng này, nếu kiếm những chiếc mà nó còn như thế này thì là rất là ít. Mới hai nữa là chiếc này thì nó gần như là độ mới của nó rất là cao các bác nhá, rất là mới, rất là cao, từ cổ này, lúm này, cho đến thân bầu này, cổ rất là trắng, trắng nõn luôn này. Thân cũng vậy nhá, thân không một vết xước các bác nhá, gần như không có một vết xước luôn. Để các bác nhìn nó độ mới của nó, và mặt sàn của nó cũng vậy nhá, mặt sàn của nó bóng liễng luôn, mặt vân gỗ, mặt lắp lật BK vân gỗ, gần như đẹp sắc nét, trắng nõn luôn, trắng nõn từ thân, thân thủ của nó cũng vậy, trắng nõn luôn. Đấy, thân cổ và dây các bác nhìn nhất này, nhất là dây cổ này. Các bác nhìn nó đều tấp tấp mà nó trắng này, tất cả nha, rất là ok luôn. Đấy là những cái đặc trưng và cũng là cái đặc biệt của những chiếc quạt còn đẹp. Đấy, mấy hai nữa là các bác nhìn đây là lắp đặt Meka các bác nhé, dàn phím số này, led căng từ tất cả các chỉ số, chữ số, và của nó đây, nó dòng này là của nó là dòng 4 số nhé các bác nhé, 4 số thì số 1 nó vẫn là số ngủ các bác nhé, số 1 này thì vẫn là số ngủ này, gọi dòng là dòng 4 số. Cùng với đồng hồ này là có góc chỉnh là 50 độ và 100 độ các bác nhé, góc chỉnh 50 và 100 độ, bên này là đồng hồ hẹn giờ. Đấy, những chiếc quạt rất là tuyệt vời này, cánh 30, nhưng mà nhà em thì em nói luôn là các bác chưa bao giờ thấy nhà em bán. Và những chiếc mà la vương miện rẻ tiền là rất là ít, nếu xấu quá thì em sẽ đưa vào thanh lý, còn những quạt đẹp đa phần là quạt đẹp thôi. Đấy, quạt mà không may mà vồ phải những cái mà chiếc nó quá xấu thì là chỉ có thanh lý thôi, còn đâu những chiếc quạt đẹp thì các bác thường thấy là đều có giá khoảng trên 10 triệu trở lên thì các bác vẫn thường thấy rồi. Đấy, những chiếc quạt la vương miện đẹp xuất sắc, còn những chiếc mà là gọi là lồng rôm lồng ghẻ thì hoặc là thân thủ xấu thì nói chung là họ cũng vẫn bán 8, 9, 10 triệu gì đấy thì các bác cũng vẫn gặp đấy thôi. Đấy, cánh 30 gió tuyệt vời luôn nha, tuyệt vời luôn. Chiếc này là mã của nó 825, em đang bán ra với giá là 10 triệu lẻ 5 các bác nhá, 10 triệu 500, các bác nào quan tâm alo cho em. Đấy, hết mà chắc chắn là phải sang năm nữa thì may là mới có hàng về, vì tầm này những cái chiếc là lắp lật mà đẹp như này thì chắc là cũng hết rồi, không còn nữa. Đấy, của năm nay là chắc hết rồi. Đây là chiếc tiếp theo, là chiếc 35 nhá, 35 mới cứng, 35 mới cứng và chắc không có đối thủ rồi, thời điểm bây giờ không có đối thủ luôn, mà khẳng định luôn sẽ cạnh tranh với là những chiếc thùng xốp hai mấy củ luôn. Lồng kiếc của nó mới cứng luôn các bác nhá, cạnh tranh luôn. Tầm này thì cũng gần như không có đối thủ để cạnh tranh với nó, gần như tuyệt vời rồi. Chân thân ốp con này trắng muốt, muốt muột các bác nhìn nhá, muốt muột luôn. Đây là cái phần cơ bản nhất, là cái phần này, phần muốt muột này. Đấy, đẹp nhất, sáng choang đấy, để các bác thấy được. Hai nữa là từ cổ, dây nguồn này mới đẹp, các bác nhìn nhá, trắng nõn luôn. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Đây là những chiếc quạt đẹp và thực sự luôn là đẹp, đẹp đều luôn từ chân đến đầu luôn các bác, gần như là rất là tuyệt vời. Chân thân đế này, mặt nước sơn của nó zin nguyên bản mà trắng, vẫn là trắng sứ, trắng sứ đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, đều tăm tắp luôn từ trên xuống dưới nha các bác nhé, đẹp từ trên xuống dưới luôn. Đố các bác tìm ở đâu những chiếc la vương miện nó lật Meka mà đẹp như vậy, mà có khả năng là cạnh tranh luôn, em khẳng định luôn là sẽ cạnh tranh với tất cả các sản phẩm của những cửa hàng khác, nếu như có là về dòng la vương miện lắp lật đẹp như này. Meka thì không chắc chắn là cũng không có mấy người mà kiếm được những chiếc xuất sắc như vậy. Các bác nhìn đẹp không một tì vết luôn, không một tì vết luôn.
mà đẹp từ trong cả chân cái á, khe cái á luôn. Thì các bác hình dung từ cái tem. Đây là cánh 35 các bác nhá. Cánh 35. Vô địch thiên hạ rồi, cánh 35 thì không thể không thể chê nó được. Đấy, cánh 35. Mà các bác nhìn nó mới cứng này, từ cái khóa, từ cái viền này. Các bác nhìn này. Đây là lồng xịn các bác nhé. Nói luôn các bác là lồng xịn luôn đấy. Nên là kiếm được chiếc mới này là hiếm vô cùng luôn đấy. Không có đâu. Và hai nữa đây. Các bác nhìn đẹp như tranh. Đẹp như tranh luôn nhé. Đây là những chiếc mà gần như là đẹp xuất sắc. Nó độ đẹp của nó không, gần như là không có điểm chê. Nó thực sự là không thể chê. Mà là chỉ là tiền ít thôi. Chứ còn nếu không, nếu nói chê nó không có. Đấy là thực sự là các bác đấy. Đấy. Chiếc này cũng đời của nó là 4 số nhé. Số 1 thì vẫn là số ngủ. Cũng là góc chỉnh 150 độ. Cùng với đồng hồ hẹn giờ. Đây là lắp của nó là lắp đặt Meka. Đấy là gọi là đứng đầu về cái top thương hiệu. Đấy các bác nhá. Đẹp thì vô lối rồi. Không có nói, không gì để mà tả nó nữa rồi. Thực sự là chỉ có tiền thôi. Còn vấn đề là không có điểm trừ nha các bác nhá. Mà các bác cũng không bao giờ có những chiếc đẹp như vậy. Chỉ đúng là quá tuyệt vời. Và tiếp theo thì em sẽ lên các bác chiếc là xoáy 35. Chiếc này nó nặng trên 10 cân các bác. Nặng như cái cối đã lỗ luôn, kinh khủng. Nặng lắm, nặng như cái cù. Đây chiếc cánh 35 này, chóp sáng các bác nhá, sáng soi gương luôn. Chóp này thì không chê nó được vì nó quá sáng. Cánh 35 của dòng La Xoáy, gió rất là chất mà cực kỳ là mạnh luôn. Logo sáng quắc này, các bác nhìn này. Đấy. Tất cả từ cái logo ngoài này cũng sáng quắc luôn này. Đấy, sáng quắc luôn. Đấy. Rất là sáng luôn. Đấy. Chiếc này thì gần như là cái độ đẹp của nó rất là đều, còn tương đối là đều các bác nhé, tương đối là đều luôn. Dòng này đời này tu năng điện các bác nhé. Tu năng điện thì các bác nên nhớ là tu năng điện thì nó sẽ là bầu nhựa này, và cái độ sáng của nó là rất là ok. Cánh 35 không phải là cánh 30 đâu. Cánh 30 cũng các bác cũng mua phải cũng là 8 triệu đến 9 triệu rồi, nên nói luôn là như vậy. Từ chân thân nước sơn là zin nhé, nguyên bản nhé các bác nhé. Đấy, nguyên bản luôn. Thân cổ, thân bầu. Đấy, lắp nó một hơi lệch tí nhưng không vấn đề gì, lắp lại thôi, vấn đề gì. Tất cả của nó từ dây dọ là ok này, dây nguồn là ok này, dây nguồn nó vẫn trắng trẻo này. Đấy, tất cả ok nhá. Những chiếc đẹp như thế này thì các bác nên nhớ là cánh 35 đố các bác tìm, mà tìm cũng là hiếm rồi chứ không phải là tìm thấy. Tức là gần như là tìm được một chiếc cánh 35 như thế này là cũng là rất là ít. Vì là những dòng cánh 35 nó cũng không có. Vì là những dòng la xoáy này, cánh 35 nó gần như nó rất là ít luôn các bác, rất là ít luôn. Đấy. Vì là nhà em là người mà bán la xoáy nhiều nhất từ trước đến giờ, nhưng mà đúng là cánh 35 thì đúng là nó ít. Mà những chiếc này nó nặng lắm các bạn, nó nặng như là cái cối đã lỗ. Đấy. Nặng kinh khủng luôn. Đấy. Nặng lắm. Rất là ok, đẹp. Nói chung là những chiếc mà đẹp như này là được xếp vào dòng chất lượng của gió rồi. Mã của chiếc này là 827, có giá là 8 triệu nhé. Bác nào quan tâm alo xem nhé, 8 triệu. Những quạt đẹp thì thông thường vậy. Và tiếp theo thì em sẽ chi tiết chiếc là chữ A cánh 40 các bác nhé. Cao 1m80 để cho dưới các bác chơi quạt sẽ thẩm. Các bác trước tiên là cái phần mạ để cho các bác thấy là nó sáng và đẹp như cỡ nào nhé. Cứng cựa luôn, các bác nhìn. Đẹp vô cùng luôn. Các bác nhìn. Đây. Đẹp vô cùng luôn. Đấy là đây là một trong những cái tác phẩm tuyệt vời. Đấy. Hai nữa là các bác nhìn logo này. Mới tinh. Đây logo đây. Thương hiệu La Tiana này, mới tinh luôn. Chóp trước các bác nhìn. Các bác nhìn chóp của con cánh 40 này. Chắc là không có chiếc nào mà mới hơn nó ở bây giờ nữa. Không có chiếc nào mà mới hơn nữa.
như vừa mới sản xuất luôn. Đây chóp của nó đúng như mới như vừa mới sản xuất luôn. Đây nó lại được kéo được cái mặt lồng và bộ cánh và cũng như là chóp cánh cũng mới nhá các bác nhá. Tất cả gần như là đẹp xuất sắc. Đây. Đây là phần này là không thể chê nó một điểm gì luôn. Em xí ra em sẽ tháo ra để em cho các bác xem cả trong lẫn ngoài luôn. Các bác thấy luôn là nó đẹp từ trong ra ngoài luôn nhá. Hai nữa là từ hộp số này. Đét te zin hết. Đây là đồng hồ cáp. Đồng hồ cáp này. Lẩy thanh tách. Và hai nữa, trước này nó có bánh xe thôi nhá. Dây dọ, hộp gang. Các bác nhìn gang đúc, dây dọ của nó là ok các bác nhá. Bầu đẹp. Lồng của nó là lồng ngoài là lồng xi vanh các bác nhá, lồng xi vanh. Nó chỉ có lồng mạ đằng trước thôi. Đời Vương Nguyện nó như vậy. Đây, tất cả của nó là ok. Dây dọ là ok nhá. Chân thân rất là ok. Trước này thì nó đẹp từ chân đẹp lên. Đẹp từ chân đẹp lên. Để cho các bác thấy là nó đẹp từ thân cột. Cũng vậy nhá, nước sơn thân cột không có, có gần như không có vết xước. Không có gần như không vết xước luôn. Nó như thế nào thì nói luôn các bác là nó về như nào là em vẫn để nguyên như thế. Đây là những con ốc bắt đời của nó là cánh 40. Con này cũng rất là cổ vì là thực ra là nó ra gần như là ra đời đầu. Nó ra đời đầu, đời cánh này, đời sau thì nó sẽ là nó là dòng Vương Miện như thế này. Các bác nhé, đời sau thì nó sẽ là Vương Miện như thế này. Còn đời chữ A này nó ra trước. Đấy, nó ra trước lên là nó rất là cổ rồi, nhưng mà có những phần nó cái đặc trưng của cái dòng này, có những phần nó rất là nổi bật và nó rất là chất. Đấy. Có nhiều chiếc thì tất nhiên là nó còn rất là mới, các bác hình dung là mới nó nhiều tiền lắm. Nó mới cứng thì nó đều cả thì nó phải lên đến kể lên các bác có thể bỏ ra đến 50-60 triệu thì các bác mới cũng là mua được một chiếc thôi. Đấy, nhưng mà các bác hình dung này, La chữ A cánh 40 nó là gần như đứng đầu trong tất cả các top rồi các bác nhé. Còn 40 nhà em có đầy có các loại, nhưng mà đúng là dòng là 40 nếu La chữ A thì gần như nó đứng đầu, gần như nó xếp vào cái dòng top đầu rồi. Nhìn cái hình thức cũng như là độ chơi của người chơi ấy. Nhà mà dựng con La chữ A cánh 40 nó đã là đẳng cấp rồi, nó đã khác với lại là những cái chiếc khác rồi, vì là một chiếc có đánh ngã bao nhiêu chiếc cơ mà các bác. Khi một cái không gian của nhà các bác mà nó rộng nhá các bác nhé, nó rộng thì các bác hình dung là các bác đặt con La chữ A này, đặt con La chữ A này, nó đã trông nó đã là tuyệt vời rồi các bác nhìn nhá, bản chất nó rất là tuyệt vời luôn đúng không? Đấy, khi con La chữ A này dựng lên cái không gian nhà các bác là nó sẽ là độc lập, nó sẽ chỉ có nhìn thấy chiếc quạt này thôi. Chứ nó không như ví dụ như ở trên cửa hàng em thì nó rất nhiều quạt theo nhiều rất nhiều đồ thì nó sẽ lẫn vào thì các bác cảm giác là nó cũng hơi rối mắt một chút, nhưng mà các bác khi trưng bày của nhà bác các bác thì nó lại khác, đưa vào cái không gian phòng khách của các bác nó lại khác. Nói chung là tiền nào thì của đấy thôi các bác, vì là mình chơi ở tầm nào bản thân bọn em cũng chả mua được rẻ, cũng chẳng đấu được rẻ mà về bán cao đấy. Nếu là mỗi một dòng nó là cái thương hiệu, nó thương hiệu thì nó rất là khác nhau các bác nhá. Đấy, khi mình chơi đồ ở cái tầm nào thì nó sẽ khác biệt. La chữ A thì luôn luôn nó vẫn là đứng đầu, cho dù 35 cũng vậy, 40 cũng vậy nha các bác nhá. Đây các bác sẽ được thấy là nó cái độ mới của nó, các bác nhìn chưa, mới chưa, mà nó rất là ok luôn nhá các bác nhá. Gần như là không có biết rôm gì gì nhé, gần như là độ sáng bóng lắm, chả biết sao, nhưng mà đúng là một kiếm được một chiếc nó còn đẹp như này nó rất là ít. Mấy hai nữa là các bác nhìn nhé, nó là thực tế nhất để em quay luôn. Các bác nhìn cánh mới tinh, chóp của nó này, chóp đấy, chóp của nó đúng là vô địch thiên hạ luôn. Đây, các bác nhìn chưa, độ sáng nó kinh chưa,
các bác nhìn thấy có thể là xoay gương luôn, là như là một cái gương luôn này, các bác nhìn nhé, hình ảnh những chiếc quạt ở bên ngoài này, đó, hình ảnh của nó kinh khủng không, đó. Các bác nhìn chưa, mới dã man luôn, đó. Đây, đó. Các bác nhìn thấy những chiếc con đẹp cánh 40 mà cánh của nó đẹp như này, trong vắt, nếu mà để mà xoay gần này, xuyên suốt cho kia, màu của nó thì là đây, các bác nhìn. Đấy, cánh 40 mà nó đẹp từ trong ngoài nhá. Đấy. Các bác mà thích thì các bác cứ alo nhá con nhá. Các bác mà kết thì các bác alo nhá. Vì là đây là có thể các bác có thể làm quà biếu tặng được. Vì là tầm thời điểm bây giờ các bác có thể là làm quà biếu tặng người thân, bạn bè, anh em, đồng nghiệp, nói chung là đều ok hết. Đấy. Chiếc này mã của nó là 828 nhé các bác nhé, có giá 35 triệu. Đây là giá nó thực sự là không còn giá thời điểm nào tốt hơn bây giờ nữa, mà giá của nó là cũng đúng, em báo là báo giá bán tại cửa hàng em nhé. Còn các bác nào ưng thì alo cho em, còn đâu là không các bác cứ tham khảo. Đấy, các bác cứ tham khảo nhé, vì là các bác có thể so sánh được, mang cái hình ảnh và cái đối chiếu này để so sánh với những chiếc mà các bác đang muốn mua để các bác ấy nhá. Đấy, thì các bác có thể là để các bác cân nhắc cân đối, vì là chắc chắn là không có thời điểm nào mà có giá tốt như bây giờ. Để các bác cảm thấy ok thì liên hệ với em, mã của nó là 828 các bác nhá. Chiếc này nó là gần như là xuất sắc rồi. Bác nào mà quan tâm thực sự thì liên hệ với em. Một lần nữa thì em xin hẹn các bác ở video clip sau.